Chào các bạn học sinh lớp 6. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chuyển sang đề thứ 2 của bộ đề ôn thi giữa học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 6. Đây là đề số 2 này. Hôm qua chúng ta đã cùng nhau chữa đề số 1 rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang đề số 2 nhé. Đề số 2 này có tất cả như thế là 5 bài tất cả các bạn nhé. Ok. Hai bài cuối là một bài đọc hiểu trả lời câu hỏi và một bài điền từ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài thứ nhất này. Đây là bài ngữ âm. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc và viết phiên âm luôn nhé. Câu 1. Camp. Chữ A ở đây được phát âm là âm E, đúng không nào? Khi mà từ nào mà có viết A nhưng đọc thành E, viết A mà đọc E thì chúng ta sẽ sử dụng ký hiệu phiên âm là chữ E chập như thế này. Camp. Được chưa nào? Tiếp. Vocabulary. Đây là từ vựng, đúng không nào? Chữ A ở đây cũng được đọc là âm E. Như vậy, chúng ta lại sử dụng ký hiệu phiên âm là E chập. Vocabulary. Tiếp, villa, villa là biệt thự, đúng không nào? Chữ A ở đây được phát âm là âm ơ, villa. Như vậy chúng ta sử dụng ký hiệu phiên âm là ơ ngắn như thế này. Ơ ngắn ký hiệu là chữ E ngược. Các bạn thấy chưa nào? Tiếp theo, band. Band là ban nhạc. Rồi, chữ A đây cũng được phát âm là âm E. Chúng ta lại dùng ký hiệu E chập. Như vậy trong bốn từ này chỉ có từ villa là phát âm khác thôi. Nó là âm ơ. Còn lại ba từ kia đều là âm E hết. Các bạn thấy chưa nào? Xong nhá. Câu thứ hai này là bốn chữ S. Trong đề số 1 ngày hôm qua thì mình cũng đã nhắc lại cách phát âm của chữ S khi đứng ở cuối từ như thế nào. Thì các bạn lưu ý này. Mình nhắc lại quy tắc một tí nhá. Khi mà chữ S đứng đằng sau các chữ cái như là F, K, P, T và TH, TH, đúng chưa nào? F, K, P, T, TH thì chữ S đó sẽ được phát âm là âm S. Được chưa nào? Đó. Thế còn lại ngoài ra thì đồ phát âm là âm giờ hết, tức là chữ Z. Các bạn thấy chưa? F, K, P, T, TH. Thì như vậy chúng ta sẽ quay lại với câu thứ hai này. Xem bốn cái S này, cái nào đọc khác nào? Thứ nhất, arms. Arms. Ở đây, chữ S đứng sau chữ M, cho nên nó được phát âm là âm Z. Được chưa nào? Tiếp, ears. Ears. Tai. S đây cũng được phát âm là âm Z. Eyes là mắt, cũng là Z, đúng chưa? Và cuối cùng, lips, môi, đôi môi. Ở đây S đứng sau chữ P, đúng không nào? F, K, P, T, TH mà, cho nên nó được phát âm là âm S. Như vậy đáp án cuối cùng của chúng ta sẽ là D, lips. Đó, các bạn ghi nhớ cái quy tắc này nhé, tránh bị nhầm lẫn nhé. Câu thứ 3 này, 4 chữ CH. Với CH thì nó sẽ có hai kiểu phát âm là âm ch nặng và âm k, k là chữ K đấy. Thì chúng ta sẽ xem cái nào là ch, cái nào là k nhá. Từ thứ nhất này, kitchen. Kitchen là nhà bếp. Ở đây CH được phát âm là âm ch, ch nặng. Như vậy ký hiệu phiên âm sẽ là chữ T và S dài như thế này. Kitchen. Thứ hai, choir. Choir có nghĩa là dàn đồng ca, dàn hợp xướng. Và CH ở đây được phát âm là đây, chữ K và W như thế này. Được chưa nào? Choir. Từ tiếp theo này, children. Children là trẻ em đúng không? Và CH ở đây được phát âm là âm ch nặng. Children. Cuối cùng, chair, cái ghế cũng là âm ch. Đó. Rồi, như vậy trong bốn từ này chúng ta thì chỉ có từ choir là khác thôi đúng không nào? Câu thứ tư, bốn cái AS này. Thứ nhất này, oranges. Oranges. Đó, ES ở đây được phát âm là âm is. Is ký hiệu sẽ là chữ Y một la mã và Z. Is. Oranges. Places cũng thế, cũng là Y một la mã và Z. Faces cũng thế, is. Và từ cuối cùng, lakes. Lakes ở đây là cái hồ đúng không nào? Và S ở đây đứng sau coi như là đứng sau K, vì chữ E coi như là câm. Lakes chúng ta đọc lên không có âm E ở trong này, cho nên coi như là E câm. Thì S đứng sau K sẽ phát âm là âm S như thế này. Vậy đáp án cuối cùng của chúng ta sẽ là D, được chưa nào? Rồi, và câu thứ 5 này, 4 chữ U. Chữ U thì sẽ có hai kiểu phát âm, một là âm Á, hai là âm U, được chưa? Rồi chúng ta cùng đọc nhé. Từ thứ nhất, study. Study. Đây là chữ U này được phát âm là âm Á đúng không nào? Ký hiệu là dấu mũ. Tiếp, club.
cũng là âm á. Từ này có nghĩa là câu lạc bộ. Từ thứ ba, uniform. Uniform là bộ đồng phục, đúng không nào? Chữ U ở đây được phát âm là âm U. Ký hiệu phiên âm là G và U, đúng chưa nào? U, uniform. Và từ cuối cùng, funny. U ở đây cũng được phát âm là á tiếp. Vậy đáp án cuối cùng sẽ là C, uniform. Ba cái kia đều là âm á, riêng một mình nó là âm U. Ok, vậy là chúng ta làm xong bài thứ nhất của bài ngữ âm rồi nhé. Bây giờ cùng nhau chuyển sang bài thứ hai này, là bài trắc nghiệm. Câu thứ nhất, từ nào thì khác với các từ còn lại? Bốn từ này chúng ta xem có nghĩa là gì nào. Rubber, rubber có nghĩa là cao su hoặc là cục tẩy. Từ thứ hai là ruler, ruler là cái thước kẻ. Compass là cái compa. Và bicycle là xe đạp. Như vậy trong bốn từ này thì có ba từ là rubber, ruler và compass là ba dụng cụ học tập, đúng không nào? Chỉ riêng có bicycle là không phải dụng cụ học tập. Vậy là nó sẽ khác nhóm với ba từ kia. Đến câu thứ hai, họ thì khỏe mạnh, họ tập cái gì đó hàng ngày này. Trạng từ chúng ta viết cách ra. Từ thứ nhất, football là bóng đá. Nhưng mà ở đây có động từ do nhé. Nếu mà chơi bóng đá thì chúng ta phải dùng động từ là play, play football, đúng chưa nào? Ở đây không dùng do được. Đấy, cho nên đã đáp án A là bỏ này. Physics là môn vật lý. Đây là tên môn học đó, cho nên không đi về do nhé. Tên môn học thì chúng ta không đi về do, mà là học, là learn hoặc là study cơ. Rồi, judo là môn võ judo, đúng không nào? Do thì đi với cả các môn võ được. Như vậy đáp án sẽ là C nhé. Thế còn breakfast, đáp án cuối cùng là bữa ăn sáng. Ăn sáng thì chúng ta hay sử dụng động từ là have, đúng chưa? Như vậy đáp án cuối cùng sẽ là C. Judo là môn võ judo. Rồi, xong. Câu thứ 3 này. Look là nhìn kìa. The boys, phải they boy nhé. The boys, các cậu bé sao đang chơi bóng đá trên sân trường, đúng không nào? Khi có những cái câu mệnh lệnh như là look, listen, see đó, hoặc là keep silence, khi có những cái câu mệnh lệnh thu hút sự chú ý như thế thì cái mệnh đề đằng sau của chúng ta sẽ sử dụng từ hiện tại thực diễn. Những cái câu mệnh lệnh đấy nhằm để thu hút sự chú ý của người nghe tới những hành động mà đang diễn ra ngay trước mắt, đúng chưa? Nhìn kìa, các cậu bé đang chơi bóng đá. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là gì đây? Có hai đáp án là những đã thực diễn là B và C. Ở đây chủ ngữ trong câu này là the boys và số nhiều. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là C, are playing. Đúng chưa nào? Rồi câu thứ tư này. Chị tôi xem TV vào mỗi buổi tối. Đây là thói quen tập quán của chị tôi rồi, đúng không? Cho nên chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại đơn giản. Chủ ngữ câu này là my sister là số ít. Vậy đáp án câu này sẽ là B, what she is. Chủ ngữ số ít ở hiện tại đơn chúng ta phải thêm S hoặc ES vào động từ chính. Ở đây động từ là watch, kết thúc bằng đuôi CH, cho nên chúng ta phải thêm ES vào. Các bạn nhớ chưa nào? Câu thứ 5 nhé. Các bạn của tôi muốn học trong một ngôi trường gì đó này, bởi vì họ muốn học tiếng Anh với những giáo viên nói tiếng Anh ở đó. Một ngôi trường mà có các giáo viên nói tiếng Anh, như vậy nó phải là trường quốc tế, đúng không nào? Trong bốn từ này, national là quốc gia, international là quốc tế, creative là sáng tạo và boarding là nội trú. Chúng ta sẽ chọn đáp án là B, trường quốc tế là international school, đúng chưa nào? Và ở đây thì sẽ chọn ân nhé. Đó, ơ hoặc ân người ta để đối chéo ở đây là một trong hai từ. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng là ân để đứng trước nguyên âm là chữ y này trong biểu bài, đúng chưa nào? Rồi câu thứ 6 này. Có ba cái gì đó ở trong phòng khách phải không? Ba cái gì đây? Lamp là cái đèn, đúng không? Ở đây có bốn đáp án đều liên quan đến cái đèn này. Ở đây có ba cái đèn. Đèn là danh từ đếm được. Thế như vậy là chúng ta sẽ phải sao? Có S, đúng chưa? Số nhiều và thêm S sau danh từ. Ơ hay ân, đây là số ít. Một cái đèn là không được. Đây có ba cái đèn cơ. Three, số nhiều. Các bạn thêm S vào sau danh từ nhé. Câu thứ 7 này. Cái bồn rửa thì ở kế bên tủ lạnh. Next to, đúng không nào? Kế bên là cụm giới từ rồi. Câu số 8. Chúng tôi sống ở vùng núi. The mountainous area. Mountainous, đây là tính từ của từ mountain, là vùng núi, thuộc về vùng núi. Và chúng tôi sống ở trong một ngôi nhà gì đây? Ở vùng núi thì người dân hay thường sống ở trong một gì nhỉ? Nhà sàn, đúng không nào? Villa là biệt thự này, không được này. Townhouse là nhà thành phố, không được. Stint house là nhà sàn. Và apartment là chung cư.
Ở vùng núi thì người dân sống ở trong nhà sàn đúng không nào? Vậy đáp án là C. Câu thứ 9, Mai và Lan sẽ đi picnic vào ngày mai. Đây, nó đến một kế hoạch trong tương lai gần sẽ xảy ra, chắc chắn sẽ xảy ra thì chúng ta có thể sử dụng từ hiện tại tiếp diễn nhé. Ở đây có đáp án là đi. Đó. Một hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần đã được lên kế hoạch từ trước và chắc chắn sẽ xảy ra thì chúng ta sẽ sử dụng từ hiện tại tiếp diễn nhé. Đây, are having. Tiếp diễn ở đây chúng ta không dịch là đang. Tiếp diễn ở đây dùng để chỉ tương lai các bạn nhé. Lưu ý phần này giúp mình. Ok. Câu tiếp theo này. Odd one out, tức là lựa ra một từ khác nhóm với các từ còn lại. Sofa là cái ghế sofa này. Attic là gác xếp. Bathroom là phòng tắm. Và kitchen là nhà bếp, phòng bếp. Ba từ này là nó đến các phòng trong một ngôi nhà đúng không nào? Chỉ có sofa là đồ đạc thôi. Như vậy nó sẽ là khác nhóm với ba từ kia. Câu thứ ba. Chị động từ trong ngoặc này. Câu thứ nhất. Có từ now. Now là bây giờ đúng không? Thì câu nào có now thì luôn luôn đi với thể hiện tại tiếp diễn. Hiện giờ họ đang làm dự án một trường. Rồi, chỗ này chúng ta sẽ chia ra. Thì hiện tại tiếp diễn sẽ là gì đây? Sẽ là they are doing. Đúng chưa nào? Câu thứ hai này. Nghe kìa, các học sinh của tôi đang chơi đàn piano trong phòng nhạc. Giống như câu lúc nãy đúng không nào? Khi mà có một câu mệnh lệnh đứng đầu tiên và để thu hút sự chú ý của người nghe thì đằng sau câu mệnh đề đằng sau chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn nhé. Chỗ này chúng ta sẽ chia nó ra là các bạn lưu ý là hiện tại tiếp diễn bao giờ cũng phải có hai yếu tố là to be và verb in nhé. Đừng bạn nào quên to be nhé, chỉ cho mỗi verb in thôi là thiếu đấy. To be ở hiện tại tiếp diễn sẽ là am, is, are, tùy theo chủ ngữ thì số ít hay số nhiều. Ở đây chủ ngữ là my students có s số nhiều thì chúng ta sẽ để to be là are, đúng chưa nào? Rồi sau đó thêm in vào động từ chính. Động từ trong ngoặc này là động từ chính này, chúng ta thêm in nó vào là playing. Xong nhá. Câu thứ ba này. Mẹ tôi luôn luôn kể chuyện cho tôi trước khi tôi đi ngủ. Khi mà có trạng từ tần suất là always hay là usually, or sometimes, often thì chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại đơn giản. Vì những câu đó là thể hiện tập quán thói quen. Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn nhé. Tells thêm s. Chủ ngữ ở đây là my mother là số ít. Rồi thì hiện tại đơn chúng ta thêm s vào sau động từ chính. Câu thứ tư. At present là ngay lúc này. Bằng nghĩa với cả at the moment hoặc là now nhé. At present. Đây. Nó bằng nghĩa với cả at the moment. Và bằng nghĩa với cả now. Đó. Đều sử dụng thì hiện tại tiếp diễn hết. Hiện giờ trời không đang mưa đúng không nào? Đây là phủ định của hiện tại tiếp diễn thì chúng ta sẽ cho not và sau to be là thành isn't raining, đúng chưa nào các bạn? Đó, chủ ngữ là it thì to be biến thành is, thêm not, not vào thì đây sẽ thành isn't, đúng chưa nào? Is not là isn't. Đó, rồi thêm in vào sau động từ chính là rain này biến thành raining. Vậy là xong nhé. Câu thứ năm. Bố tôi không đi làm bằng xe ô tô hàng ngày. Rồi, đây là nói đến thói quen của bố tôi đúng không nào? Khi nào có everyday thì câu đó sử dụng hiện tại đơn giản. Các bạn cứ nhớ như vậy. Ở đây là phủ định của hiện tại đơn. Còn not thì chúng ta sẽ thêm sự động từ là does, đúng chưa nào? Thêm not vào để thành doesn't. Đó, vừa đến động từ go. Ok, xong chưa? Doesn't go. Phủ định thì bao giờ chúng ta cũng sẽ thêm not vào trợ động từ. Không bao giờ được cho not thẳng vào động từ chính nhé. Not go nhé các bạn nhé. Không được như thế. Chúng ta phải có thêm trợ động từ là do does vào trong thì hiện tại đơn. Quá khứ thì là did, còn hiện tại thì là do does, thêm not vào rồi mới đến động từ chính. Rồi câu thứ 6 này. Quỳnh có tiết toán và tiếng Anh vào những ngày thứ hai phải không? Đây là câu hỏi. Rồi câu hỏi thì chúng ta sẽ phải làm sao? Xác định thì câu này là gì? Thì hiện tại đơn đúng không nào? Đây chỉ hỏi đến cái lịch học của Quỳnh mà thôi. Cho nên câu này sử dụng thì hiện tại đơn này mà đã câu hỏi. Chúng ta sẽ thêm trợ động từ ở đây vào là does, đúng chưa nào? Does Quỳnh have, đằng sau mới là động từ chính này. Đó. Ok chưa nào? Mình đánh dấu đỏ cho các bạn dễ nhìn. Trật tự từ trong câu hỏi của thì hiện tại đơn sẽ như sau này. Đầu tiên là do does, tùy theo chủ ngữ nhé. Rồi đằng sau mới là chủ ngữ này. Chủ ngữ đây là Quỳnh, là tên riêng, số ít, đúng không nào? Một người. Does rồi đến chủ ngữ rồi đến động từ chính ở dạng nguyên thể. Động từ chính ở đây là have để dạng nguyên thể và đằng sau sẽ là tân ngữ, trạng ngữ, đúng chưa nào?
Rồi, bạn nào mà chưa nhớ được cái công thức của câu hỏi đó thì chúng ta nên xem lại nhé. Xem lại cách đặt câu hỏi của tất cả các thì, 12 thì trong tiếng Anh. Bài tập thứ tư, đây là bài đọc hiểu trả lời câu hỏi. Chúng ta sẽ cùng nhau dịch này. Xin chào, tôi tên là Vinh. Tôi đến từ Đà Nẵng, Việt Nam. Tôi thích tiếng Anh và tôi tới câu lạc bộ tiếng Anh hàng ngày. Everyday biết cách ra. Các bạn của tôi cũng yêu thích tiếng Anh. Học tiếng Anh thì rất thú vị. Các bạn lưu ý khi mà câu có it is ở đầu rồi đến tính từ và đằng sau là to verb như thế này thì câu này là câu chủ ngữ giả nhé. Cái it ở đây là chủ ngữ giả, chúng ta sẽ không dịch là nó là nhé, mà chúng ta sẽ dịch ngược từ cái to động hành động ở đây này, chúng ta dịch ngược trở lại. Chúng ta sẽ dịch là học tiếng Anh thì rất thú vị. Đó, các bạn lưu ý nhé. Giáo viên dạy tiếng Anh của tôi thì rất là tuyệt vời và hài hước, vui tính. Cô ấy luôn làm cho các bài học tiếng Anh của chúng tôi mới mẻ và khác lạ. Nhiều khách du lịch tới Đà Nẵng hàng năm, bởi thế nên chúng tôi có thêm cơ hội luyện tập tiếng Anh của chúng tôi. Chance là cơ hội. Thứ bảy này tôi sẽ đi tới sông Hàn với bố mẹ để xem cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế. Firework là pháo hoa. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ gặp được nhiều người Anh ở đó. Rồi, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi nào. Vinh yêu thích môn học nào? Which ở đây là nào, mang tính lựa chọn. Rồi, chúng ta trả lời là gì? Vinh yêu thích môn tiếng Anh đúng không? Câu thứ hai, học tiếng Anh thì có thú vị không? Trả lời là có đúng không nào? Yes, it is. Rồi, câu thứ ba này, Vinh định đi đâu vào thứ bảy tuần này? Trả lời là gì? Bạn ấy định đi tới sông Hàn vào thứ bảy tuần này đúng không nào? Đây, chúng ta có thể thêm một chút thông tin nhỏ nữa là đi với bố mẹ của bạn ấy. Sẽ là... Rồi, chúng ta trả lời là he's going to Han River with his parents this Saturday. Cậu ấy định đi tới sông Hàn với bố mẹ vào ngày thứ bảy tuần này. Rồi nhá, xong bài đọc hiểu rồi này. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài cuối cùng, đó là bài điền từ. Bài điền từ này giống như bài trong sách giáo khoa đúng không nào? Chúng ta sẽ điền từ cho bài đoạn văn này nhá. Đà Lạt thì rất đẹp, thời tiết mát mẻ quanh năm. Ve chấm chấm, ở đây có gì nhỉ? Có rất nhiều thứ đúng không nào? Có nhiều thứ đếm được ở đây. Things là danh từ đếm được, như vậy ở đây chúng ta sẽ dùng động từ to be là are. Có nhiều thứ để xem và cũng rất nhiều khách du lịch nữa. Có 10 phòng ở trong khách sạn ngôi nhà điên. Cái này chúng ta còn nhớ bài trong sách giáo khoa không nào? Chúng được đặt tên theo những loài động vật khác nhau. Đặt tên theo thì chúng ta sử dụng là name after với từ là after nhé. Có một phòng chuột túi này, phòng đại bàng và thậm chí là một phòng kiến nữa. Tôi đang ở trong phòng hổ, the tiger room. Nó được gọi là phòng hổ bởi vì là because, bởi vì có một con hổ lớn ở trên tường. Phòng hổ thì làm sao đây? Ở giữa cửa phòng tắm và cửa sổ đúng không nào? Is between, khi mà đằng sau này có hai đối tượng mà liên kết với nhau bởi liên từ and như thế này thì đằng trước này chúng ta sẽ điền với từ là between nhá. Is between, phòng hổ thì nằm giữa cửa phòng tắm và cửa sổ. Giường ngủ thì ở bên dưới cửa sổ, nhưng cái cửa sổ thì lại có hình dạng rất là khác lạ, kỳ lạ. Tôi đặt sách của mình lên trên lá sách on. Có một cái đèn, một cái tủ quần áo và một cái bàn and và một cái bàn. Có quần áo ở trên sàn nhà, nó thực bừa bộn, giống y như là phòng ngủ của tôi ở nhà. Rồi, như vậy chúng ta đã điền xong cái bài này rồi nhé. Vậy là hết rồi, đề số 2 của chúng ta đến đây là kết thúc này. Vậy là mình đã chữa xong cho các bạn đề thi số 2 của bộ đề ôn thi giữa kỳ học kỳ 1 của tiếng Anh lớp 6 nhé. Mình sẽ cố gắng chữa thêm một vài đề nữa cho các bạn. File tài liệu của đề này nếu như bạn nào có cần thì chúng ta vào trong phần mô tả của video để tải về nhé. Mình sẽ để link tải ở trong phần mô tả của video này. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.